Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập bấm hợp âm với khoảng cách hai nốt nó sẽ xa hơn một chút. Cách tập thì các bạn cũng tập tay phải trước ha, rồi tay trái sau, khi nào thật đều, không bị vấp, không bị ngưng giữa chừng thì các bạn mới ghép hai tay lại với nhau ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập 3. Đô mi, đô fa, đô son, tay trái đô mi đô fa đô son đô fa hai ba bốn ghép hai tay. Như vậy là chúng ta đã xong bài tập 3. Bây giờ các bạn sẽ qua bài tập 4. Các bạn nhìn lên khóa son có chỗ lặng tròn. Dấu lặng tròn nó được nằm ở dưới trong kẽ số 4. Lặng là im lặng, tức là sẽ nghỉ, không có đàn ở ô nhịp này à, chỉ đàn tay trái thôi. Thì nó sẽ nghỉ tương ứng với 4 phách, hoặc nó sẽ nghỉ cả ô nhịp đối với các nhịp khác, như là 2, 4, 2, 2, 3, 4, 6, 8, vân vân à. Rồi bây giờ các bạn tập cho tay trái ha. Đô son, si son, đô son, si và son. Đô son, si son, đô son, si son, đô 2 3 4. Đó. Các bạn để ý ha, bài này tập này thì nó giãn ngón ra tới nốt C ha, C dưới nốt đô. Rồi các bạn tập đi tập lại thật đều nha. Mình sẽ đàn lại một lần nữa này. 2 3 4. Son 2. C 2. Đô 2. C 2. C 2. Đô 2. C 2. Đô 2 3 4. Rồi các bạn tập đi tập lại thật đều nha, vì bài tập này các bạn sẽ ứng dụng vào bài tập ghép hai tay ở bài tập kế tiếp. Chúc các bạn thành công.